chào quý vị và các bạn. Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, cuối cùng thì cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn trong vòng 48 giờ ở Aleppo, Syria, tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo cũng như việc hợp tác quân sự sâu rộng hơn để chống tổ chức Hồi giáo cực đoan IS ở Syria đã không đạt được kết quả mong muốn. Mặc dù Ngoại trưởng hai nước tuyên bố đã thu hẹp được nhiều bất đồng, song điều đó vẫn không khỏa lấp được thực tế rằng Nga và Mỹ khó có thể tìm được tiếng nói chung trong cuộc chiến tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu 26 tháng 8 đã gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm ở Syria. Theo hãng tin Reuters, sau hơn 9 giờ đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga cho biết hai bên đã có những bước tiến tiếp theo nhằm tăng cường hợp tác quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, song vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung để chấm dứt cuộc chiến tại Syria. Chúng tôi muốn đây không chỉ là một thỏa thuận đơn thuần, mà nó phải là một thỏa thuận hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân Syria. Một thỏa thuận khiến cho khu vực này ổn định và an toàn. Một thỏa thuận có thể đưa chúng ta vào bàn đàm phán chính trị ở Geneva. Cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn, một phần do các nhóm nổi dậy do Mỹ chống lưng, có dính líu tới tổ chức khủng bố Al-Nusra mở chiến dịch tấn công tại thành phố Aleppo. Một trọng tâm của cuộc đàm phán là phân định rõ ràng các tổ chức nổi dậy và các nhóm khủng bố. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov thông báo hai bên đã đạt được những thỏa thuận cụ thể và sẽ thực thi sau khi thảo luận các chi tiết kỹ thuật. Ông cho rằng một trong những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết hiện nay là sự phối hợp giữa Nga và Mỹ trong các cuộc không kích chống khủng bố ở Syria. Chúng tôi không bàn về việc chấm dứt không kích, mà làm thế nào để các cuộc không kích hiệu quả hơn, tiêu diệt các nhóm cực đoan và khủng bố. Đó là sự đồng thuận mà chúng tôi đã đạt được ở Moscow. Sở dĩ Nga và Mỹ khó tìm được tiếng nói chung trong vấn đề Syria là bởi Nga và Mỹ ủng hộ các bên đối lập nhau trong cuộc chiến. Nga là một trong những bên ủng hộ quan trọng nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Mỹ hậu thuẫn liên minh đối lập chính và một số phe nổi dậy. Đó cũng là nguyên nhân khiến mặc dù nhiều vòng đàm phán quốc tế đã diễn ra, song vẫn chưa thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 năm qua tại Syria, làm hơn 290.000 người chết, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Việc Nga và Mỹ không đạt được thỏa thuận tổng thể cho thấy tình hình thực địa ngày càng phức tạp ở Syria, cũng như sự chia rẽ sâu sắc gây mất lòng tin và tạo hố sâu ngăn cách giữa Washington và Moscow. Cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ diễn ra trong thời điểm các nhóm quân nổi dậy đang rút khỏi thị trấn Daraya gần thủ đô Damas, theo một thỏa thuận trước đó giữa quân đội Syria và lực lượng phiến quân. Sau hơn 4 năm nằm trong vòng vây phong tỏa, giờ đây hàng nghìn người dân của thị trấn Daraya mới có cơ hội được di tán khỏi thị trấn này và tiếp cận với các đợt hàng cứu trợ nhân đạo. Hiện vẫn chưa có báo cáo chi tiết về tổng số người được sơ tán khỏi thị trấn Daraya, song hãng thông tấn Sana cho hay khoảng 700 người, gồm các tay súng phiến quân cùng gia đình, sẽ di chuyển tới Idlib, thành trì của lực lượng phiến quân ở khu vực Tây Bắc Syria. Các tay súng phiến quân đã giao nộp toàn bộ vũ khí, phần lớn số vũ khí này đang được vận chuyển tới tỉnh Idlib. Trước khi rút khỏi Daraya, lực lượng phiến quân cũng đã phá hủy một số tòa nhà trong thị trấn. Trong khi đó, khoảng 4.000 thường dân sẽ được chuyển tới các khu nhà ở tại Hezalet, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ ở phía tây thủ đô Damas. Theo chỉ đạo của chính phủ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón mọi người, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về thực phẩm, y tế và cả tâm lý nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Việc giao lại quyền kiểm soát thị trấn Daraya được thực hiện theo thỏa thuận được ký kết hôm 26 tháng 8 giữa quân đội Syria và các lực lượng phiến quân nhằm kết thúc giao tranh kéo dài suốt hơn 5 năm qua tại đây, đồng thời tạo điều kiện để dân thường sơ tán tới nơi an toàn. Đến nay, tình hình tại thị trấn Daraya khá yên tĩnh, quân đội chính phủ không phát hiện bất cứ tay súng phiến quân nào và đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn này. Sau các chiến dịch quân sự kéo dài suốt 5 năm qua, cuối cùng thì Daraya đã được giải phóng nhờ có thỏa thuận sơ tán người dân. Sau đây, cả dân thường và các tay súng của phiến quân đều sẽ được bố trí tái định cư. Kể từ khi chiến sự nổ ra tại thị trấn này, chỉ có một đợt hàng cứu trợ duy nhất được chuyển tới Daraya vào tháng 6 năm ngoái. Trong khi Nga và Mỹ còn đang bế tắc trên bàn đàm phán ở Geneva, thì Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ, người hàng xóm thân cận của Syria, đã triển khai các hoạt động quân sự ngay trên lãnh thổ Syria khi mở các cuộc tấn công vào thị trấn Jarablus của Syria với danh nghĩa chống IS.
Đây là các hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch Lá chắn sông Euphrates với tham vọng không chỉ quét sạch tổ chức Hồi giáo cực đoan IS mà còn nhằm vào các lực lượng người quốc dọc theo biên giới với nước này. Động thái này được cho là sẽ làm gia tăng mâu thuẫn trong lập trường giữa Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh Mỹ về vấn đề người quốc ở Syria. Liên quan tới chiến dịch quân sự lá chắn sông Euphrates của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới giữa nước này với Syria, ngày 27 tháng 8, Ankara đã điều thêm 6 xe tăng vào lãnh thổ Syria. Đi sau đoàn xe tăng là khoảng 10 xe thiết giáp. Những chiếc xe tăng này sau đó đã gia nhập đoàn xe tăng tới thị trấn Jarablus, địa điểm cuối cùng mà IS kiểm soát dọc đường biên giới, nằm ở miền tây bắc Syria. Theo các chuyên gia phân tích, Ankara muốn chặn đứng kế hoạch hình thành một vùng lãnh thổ liên tục của người quốc dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không khoan nhượng với bất cứ phiến quân người quốc nào dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi coi đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy một kho đạn ở phía nam thị trấn biên giới Jarablus của Syria. Ngoài ra, hai chiến đấu cơ F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 6 mục tiêu của Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS và của lực lượng dân quân người quốc tại một khu vực gần thị trấn Jarablus. Mục tiêu của Ankara là đánh bật cùng lúc các phần tử IS và các tay súng người quốc ra khỏi vùng biên giới phía bắc Syria. Khoảng 450 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia cuộc tấn công trên bộ trong ngày đầu tiên của chiến dịch và con số này dự kiến sẽ tăng lên tới 15.000 người trong những ngày tới. Trước những hành động ngang nhiên của Ankara, Bộ Ngoại giao Syria đã lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công quân sự vào thị trấn Jarablus của nước này, cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền của Syria. Sự xuất hiện của xe tăng và bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS có thể xem là một dấu hiệu tích cực, song việc ngang nhiên đưa quân sang một quốc gia có chủ quyền như Syria lại là hành động không thể chấp nhận được trong quan hệ quốc tế. Chưa kể hành động này chỉ góp phần làm phức tạp thêm tình hình tại Syria, khiến các nỗ lực quốc tế nhằm mang lại một nền hòa bình ổn định lâu dài cho quốc gia Trung Đông này ngày càng khó có cơ hội trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như ở Việt Nam, do yêu cầu công việc và các yếu tố khách quan khác, nhiều bậc phụ huynh ở Nhật Bản buộc phải gửi con đi nhà trẻ từ khá sớm, trong đó có cả các nhà trẻ không chính thức. Sẽ không có gì đáng nói nếu như thời gian gần đây, số trẻ em gặp các vấn đề về sức khỏe, thậm chí đến mức ảnh hưởng đến tính mạng khi đi nhà trẻ ở nước này đang ngày càng tăng. Theo thống kê năm 2015, trên toàn nước Nhật đã có 14 trẻ tử vong trong các cơ sở chăm sóc trẻ em, trong đó 65% các vụ việc xảy ra ở các nhà trẻ không chính thức. Thực trạng này khiến nhiều bậc phụ huynh ở xứ mặt trời mọc đang phải ngày ngày nơm nớp lo sợ mỗi khi gửi con tới nhà trẻ. Khi Yukikai để con trai tại lớp học để đi làm, Kento vẫn là cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát như bình thường. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, cậu bé 14 tháng tuổi đã qua đời. Tại thời điểm được tìm thấy trong tình trạng đang úp mặt xuống giường, cậu bé đã bị bỏ trong phòng mà không có bất cứ giáo viên nào chú ý đến trong 50 phút. Kai cho đến nay vẫn bị ám ảnh bởi những nghi vấn về những giờ phút cuối đời của cậu con trai nhỏ đáng yêu của mình, cùng việc cô đã quyết định cho bé học ở cơ sở không chính thức. Kento được một nhân viên ở nhà trẻ phát hiện đã tử vong khi người này vào phòng để đánh thức thằng bé dậy. Thằng bé đã ở trong một phòng riêng vì bé khóc trước giờ ngủ trưa. Khi đi nhà trẻ, cuộc sống và sự an toàn của các con nên được đặt lên trên hết. Vụ việc nói trên đã khiến cả nước Nhật vô cùng tức giận, đồng thời khiến các bậc cha mẹ ở nước này lo ngại khi chọn trường cho con, mà theo hãng thông tấn Pháp AFP, chẳng khác nào một trò xổ số. Nhiều chuyên gia pháp lý cảnh báo, những em bé ở các trung tâm chăm sóc không chính thức có nguy cơ bị tai nạn cao hơn 30 lần so với bình thường. Theo AFP, hệ thống nhà trẻ ở Nhật hiện chưa được đầu tư đúng mức và các nhà trẻ được chính phủ phê chuẩn thường quá tải, khiến nhiều bậc cha mẹ phải phụ thuộc vào những nhà trẻ khác, nơi các quy định về sĩ số lớp, các nhân viên chăm sóc và không gian của lớp học ít chặt chẽ hơn. Năm 2015, trên toàn nước Nhật đã có 14 trẻ tử vong trong các cơ sở chăm sóc trẻ em, trong đó 65% các vụ việc xảy ra ở các nhà trẻ không chính thức. Tôi không thể giành được một chỗ trong một cơ sở chăm sóc trẻ đã được chứng nhận. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi mong muốn chính phủ hỗ trợ các bà mẹ nhiều hơn nữa, chẳng hạn như tăng thời gian nghỉ thai sản hoặc đảm bảo môi trường gửi trẻ để các bậc phụ huynh yên tâm. Có thế thì phụ nữ mới sẵn sàng quay trở lại làm việc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thời gian qua đã vấp phải một số chỉ trích về việc ông kêu gọi phụ nữ ở nước này sinh thêm con để đối phó với tình trạng dân số đang giảm mạnh, đồng thời tích cực làm việc để thúc đẩy kinh tế.
nhưng lại không cung cấp được một hệ thống các cơ sở chăm sóc trẻ em phù hợp để các bà mẹ có thể yên tâm đảm nhiệm công việc. Chính phủ chỉ đang nhìn nhận phụ nữ đơn thuần cũng là một thành viên của lực lượng lao động, không hơn không kém. Bạn không thể đặt mạng sống của con mình vào tay một người khác nếu chất lượng ở đó không được đảm bảo. Việc duy trì chất lượng chăm sóc trẻ em phải được đặt lên hàng đầu để bảo vệ tính mạng của trẻ. Các chuyên gia cũng cảnh báo, nỗ lực của ông Abe nhằm đối phó với tình trạng thiếu các cơ sở chăm sóc trẻ em trên cả nước bằng cách nới lỏng các yêu cầu đối với những nhà giữ trẻ, bao gồm cả chính thức và không chính thức, sẽ khiến các cơ sở này trở nên nguy hiểm hơn đối với trẻ em. Có thể thấy, thiếu hụt trường mầm non, nhất là những trường mầm non đủ tiêu chuẩn, đang trở thành một vấn đề gây nhức nhối tại Nhật Bản. Ước tính có khoảng 117.000 trẻ em ở nước này đang trong danh sách chờ được nhập học. Không tìm được trường mầm non cho con, đồng nghĩa với việc các bà mẹ sẽ không thể đi làm trở lại. Các chuyên gia cảnh báo, việc thiếu nơi giữ trẻ sẽ làm suy giảm nền kinh tế Nhật Bản khi những phụ nữ có học vấn cao phải ở nhà nuôi con. Đáng lo hơn nữa, tình trạng này có thể khiến phụ nữ tại quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới không muốn sinh con để tránh rơi vào những trường hợp đau lòng như bà mẹ trong phóng sự nêu trên. Thoải mái chơi đùa tại nhà trẻ Nakano, phía tây Tokyo. 12 em bé này được cho là 12 em bé may mắn tại Nhật Bản bởi ngay trong lúc này, khoảng 117.000 em bé khác vẫn đang đợi để được đến lớp. Các em được gọi bằng cái tên Takishido, những em bé xếp hàng. Và dĩ nhiên, khi không tìm được chỗ gửi con, các bà mẹ cũng chẳng thể đi làm. Con được đi nhà trẻ mà bố mẹ mừng như trúng xổ số. Đây thực sự là điều bất thường. Phụ nữ chỉ có thể yên tâm làm việc nếu con mình được chăm sóc an toàn. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Nhật Bản, số trẻ em ở xứ Hoa Anh Đào đang được cho là giảm xuống mức thấp kể từ năm 1950, chỉ còn khoảng 12,7%. Nhưng tình trạng trẻ em Nhật bị thiếu nhà trẻ vẫn đang diễn ra một cách khá trầm trọng. Năm 2014, số lượng trẻ phải ở nhà để chờ có nhà mẫu giáo lên tới 21.000 trẻ. Sang đến tháng 4 năm 2015, số lượng trẻ em không được đến nhà trẻ lại tăng lên 23.000. Con số này thậm chí còn được cho là thống kê chưa đầy đủ. Thực tế có thể là con số lớn hơn rất nhiều, khoảng 72.000 trẻ trên cả nước. Thậm chí số bà mẹ tại Nhật Bản tìm nhà trẻ cho con được cho là nhiều hơn cả số sinh viên Nhật Bản mới tốt nghiệp đi tìm việc làm. Tìm trường là ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này. Tôi làm việc cho một ngân hàng ở Tokyo. Lẽ ra tháng tới tôi bắt đầu đi làm trở lại, nhưng nếu không tìm được trường cho con trai, tôi đành phải ở nhà đã. Những bức xúc về vấn đề thiếu trường mầm non đã âm ỉ tại đất nước mặt trời mọc từ nhiều năm qua, song mới nổi lên trong thời gian gần đây khi một phụ nữ giấu tên kể lại hành trình đầy gian khổ trong việc tìm trường mầm non cho con thu hút sự chú ý của dư luận. Thủ tướng Abe từng tuyên bố hướng đến xây dựng lực lượng lao động 100 triệu dân, nhưng điều đó chỉ trở thành hiện thực nếu Nhật Bản có thêm nhà trẻ, tạo điều kiện cho bố mẹ các em làm việc. Chính vì vậy, việc thiếu hụt nhà trẻ trầm trọng được cho là một trong những lý do khiến Nhật Bản rơi vào nhóm cuối bảng xếp hạng bình đẳng giới của thế giới. Các gia đình Nhật vẫn quan niệm là nam giới phải gánh vác việc kiếm tiền, phụ nữ chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái là đủ. Giờ nhà trẻ không còn đủ nữa, thế nên phụ nữ Nhật rất khó tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Lý do Nhật thiếu nhà trẻ là bởi lương trông trẻ rất thấp mà yêu cầu lại khắt khe. Chẳng mấy ai còn muốn làm nghề này nữa. Nhiều người lo ngại nếu các biện pháp cần thiết không sớm được đưa ra, sự thiếu hụt nhà trẻ sẽ có tác động tiêu cực tới chính sách gia tăng tỷ lệ sinh mà chính phủ của Thủ tướng Abe đang nỗ lực thực hiện. Ngày 1 tháng 4 năm 1986, luật bình đẳng giới ở Nhật Bản có hiệu lực. 30 năm sau, nước Nhật vẫn đang chật vật đối mặt với vấn đề bất bình đẳng giới. Điều này được phản ánh qua việc các bà mẹ phải một mình đi tìm nơi gửi con khi bắt đầu đi làm trở lại, bởi hầu hết các ông bố đều coi việc này là trách nhiệm của người mẹ. Thủ tướng Abe từng đề xuất nới lỏng chính sách nhập cư để cho phép người lao động nước ngoài làm công việc chăm sóc trẻ em và người già. Phe đối lập Đảng Dân Chủ cũng đề xuất một dự luật để tăng tiền lương của nhân viên nhà trẻ. Bộ Phúc lợi Nhật Bản thì có kế hoạch đến năm 2017 sẽ tăng cường đầu tư năng lực cho 500.000 nhà trẻ. Tuy nhiên, trong giai đoạn chờ đợi các đề xuất này trở thành hiện thực, những vấn đề liên quan đến vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong công việc rồi việc kết hôn, sinh con, duy trì lối sống văn hóa truyền thống hay sự bất bình đẳng ngay trong mỗi gia đình vẫn là một vòng luẩn quẩn và khiến nhiều phụ nữ Nhật kiệt sức.
Đến đây, Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.